Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với không gian quen thuộc của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời, nơi sẽ gặp gỡ cùng với những vị khách mời ở rất nhiều các lĩnh vực, ngành nghề, công việc khác nhau, nhưng họ đều là những người có tấm lòng nhân ái và làm được nhiều việc có ích cho xã hội và cộng đồng. À, khách mời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện là một à, người trẻ tài năng à, Năm 2020 đã từng được tạp chí uh, Forbes bình chọn là danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu nổi bật nhất Việt Nam Cùng với đó đã nhận được nhiều giải thưởng như là giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận đã bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Và anh cũng là người sáng lập điều hành chủ nhiệm của rất nhiều các quỹ thiện nguyện À, thời gian gần đây nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo công chúng có thể kể tới như là nhóm tình nguyện niềm tin hay là hệ sinh thái nuôi em. Chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Hoàng Hoa Trung. Xin kính chào quý vị và khán giả của chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Mình là Hoàng Hoa Trung, điều hành hệ sinh thái nuôi em. À, Trung ơi, hãy giới thiệu để cho khán giả hiểu hơn về những cái công việc những hoạt động ở thời gian này có thể là chiếm toàn thời gian của Trung. Đó là những công việc gì? À, thực ra thì từ năm 17 tuổi đến bây giờ thì Trung vẫn luôn luôn là là quan tâm đến những cái giáo dục vùng cao dành cho các em dân tộc thiểu số và cũng dành toàn bộ thời gian để phát triển những cái dự án làm thế nào để xem các em thiếu những cái gì thì mình có thể hỗ trợ các em những cái việc đó ví dụ như là nếu mà các em thiếu điểm trường, thiếu những cây cầu, thiếu những cái nhà hạnh phúc hoặc là khu nội trú thì trung sẽ cùng các bạn ở trong đội nhóm sẽ lên những cái kế hoạch cũng như là khảo sát và sẽ triển khai rất nhiều cái chương trình để có thể hỗ trợ các em về mặt là xây dựng những cái cơ sở vật chất đó. Bên cạnh đó thì nếu những cái việc mà thêm bữa cơm để giúp cho các em đi học đầy đủ hơn thì trung và dự án nuôi em cũng đang làm cầu nối cho hàng trăm nghìn người để có thể họ cũng đang hỗ trợ hàng trăm nghìn cháu ở Việt Nam mình để có thể rằng là xuyên suốt 14 tỉnh thành có thể giúp đỡ các em đi học đầy đủ hơn qua những bữa trưa rồi là cả một hệ sinh thái nuôi em được sinh ra để giúp đỡ cho các em cũng như là các thầy cô có thêm những cái sự đỡ khó khăn hơn ví dụ như là những chương trình như là bếp ga công nghiệp tặng bản xa dành cho thầy cô ở trên vùng cao hay là những chương trình như là tủ sách cũ đồ chơi cũ, những cái áo ấm mới sẽ được tặng kèm theo những cái bình lọc nước để giúp cho các em ở trên vùng cao có ở trong hệ sinh thái nuôi em có thể rằng là có nước sạch để uống, có ấm để mặc. À, còn rất nhiều các chương trình khác cũng để phục vụ cho những cái giáo dục cho các em. Và được biết là những hoạt động của Trung và nhóm tình nguyện của mình không chỉ trong phạm vi của đất nước chúng ta mà còn đã có sự lan tỏa vào chung tay đi tới nhiều quốc gia xa hơn. À, tôi được biết có thể kể tới như là campuchia, à, kenya hay là gần đây nhất chung và những người cũng sự còn mới trở về từ đất Phật Ấn Độ hãy kể thêm về chuyến đi này đi. Thật ra thì trong những cái hành trình mà làm những chương trình hỗ trợ các em nhỏ vùng cao ở Việt Nam ấy thì có rất nhiều nhà tài trợ thì khi mà họ đã hỗ trợ nhiều cho Việt Nam họ cũng mong muốn rằng là nếu mà chị hỗ trợ 10 phần cho Việt Nam thì chị cũng mong muốn rằng là đâu đó một phần của chị cũng có thể giúp đỡ các em nhỏ ở ở, ở bên ngoài Việt Nam có thể là ở Campuchia, ở Kenya hay là Ấn Độ hay thậm chí là có những cái anh chị họ có những cái khoản tiền của họ họ mong muốn rằng là họ muốn giúp đỡ các em nhỏ ở châu Phi thì nhóm cũng đã tìm những cái đối tác ở châu phi để có thể rằng là triển khai những cái chương trình như là nuôi cơm hay xây trường đúng như nguyện vọng của những cái anh chị tài trợ như vậy hay là gần đây nhất là câu chuyện về ấn độ cũng là rất nhiều anh chị theo phật giáo và họ mong muốn rằng là hãy làm một chương trình gì đấy ở ấn độ nơi mà họ biết rằng là ngay tại đất phật ngay tại nơi mà sản sinh ra phật giáo ở ở bốt gaya ở ấn độ là những cái nơi mà rất nhiều em nhỏ vẫn chưa được đi học bao giờ thì mong muốn của mọi người là sẽ xây cái điểm trường ở đó và cuối cùng thì nhóm cũng đã đi khảo sát và 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 tiến hành quyết định xây một cái điểm trường ở bên Bốt Gaia nó cũng là chương trình là hai tầng có 8 phòng học và mình sẽ bàn giao lại cho cái cái đơn vị tại địa phương có điều rất thú vị là tất cả mọi người ở khu vực báo thì đều theo đạo Phật kể cả ừ. các em nhỏ cũng cũng sau này cũng sẽ được thừa hưởng những cái ảnh hưởng cũng như là cái giáo lý của đạo Phật và được lớn lên được trưởng thành hơn và trong những cái chuyến đi như vậy thì có rất nhiều những cái sự kết nối của những cái anh chị à, theo đạo Phật kể cả ở người Việt Nam mà lại là Việt kiều ở Mỹ hay là ở ở các nước khác cũng đều theo dõi cũng như là đồng hành hỗ trợ ở trở về từ đất nước Ấn Độ và tiếp tục hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như vậy ở chung có một cách cá nhân chung có thêm những cảm nhận thế nào về con người về mảnh đất nơi đó về bản chất thì khi mà đến những cái nơi đất Phật như vậy thì cũng mà các bạn ở trong đội cũng đã được đi thăm thăm thông quan cái cái di tích của Phật giáo ở ngay trên đất Phật cũng như là rất nhiều các cái bạn kể cả ở Nepal, các bạn ở Bhutan rồi là cả rất nhiều đất nước ở xung quanh thì cái, cái, ngay ở cái cái vùng đất đó mình cảm thấy có những cái sự yên bình nhất định, những cái con người ở đó thì cũng rất là hài hòa, chất phát, họ cũng rất là nhiệt tình hiếu khách và có cái gì đấy rất là nhẹ nhàng. ở Ấn Độ thì ở đâu chăng nữa thì mọi người cũng thấy rằng là chim chóc thì rất là nhiều rồi nhiều chim nhiều quạ kể cả thậm chí là những bạn sóc bạn ấy có thể chạy nhảy khắp nơi hay là kể cả tất cả những cái bạn bạn chó bạn ấy đều được mọi uh, người bảo vệ ở bên đó bản chất cũng sẽ có rất nhiều những cái sự quan tâm đến các cái bạn trẻ ở ở những nơi khó khăn tuy nhiên thì để mà xây hẳn một điểm trường thì nó là một cái gì đấy nó nó nó, nó hơi khó khăn hơi xa vời thì cần thêm những cái sự chung tay của cộng đồng nữa những hoạt động thiện nguyện mang một quy mô lớn như vậy, Ở như Chung vừa triển khai, thì có những khó khăn và những cái thuận lợi gì mà qua đó chúng ta có thể tự rút kinh nghiệm cho những cái hành trình tiếp theo. Nếu mà nói về câu chuyện khó khăn ấy, thì kể cả những thời điểm đầu hay là bây giờ cũng vậy thôi. Thì câu chuyện khó khăn nhất đấy là câu chuyện chúng ta cần phải chọn được một cái mô hình, một cái mô hình mà chứng minh được cái sự bền vững, chứng minh được cái sự uh, uh, gọi là có ích, có có lợi lâu dài dành cho một đối tượng nhất định thì sẽ gặp được những cái người mà người ta cùng chí hướng, cùng mục tiêu, cùng một cái mong muốn. Kể cả là câu chuyện đi xây một cái trường hay là triển khai những chương trình ở nước ngoài thì cũng không phải là điều gì dễ dàng đâu. Ví dụ như câu chuyện là kể cả là mình góp tiền đi Ấn Độ, thế thì mình chọn ai? để mình truyền thông uh, chọn đối tượng nào để mình có thể rằng là uh, đưa cái thông tin đó đến với cái, với mọi người khi mà khi đối tượng người ta đọc được hay là những nhà thế trợ người ta đọc được thì làm thế nào để thuyết phục họ là cái này cần thiết cái này nên làm hoặc là cái này nó bền vững hoặc là cái này nó minh bạch thế nào thì đó chính là cái câu chuyện của một mô hình ví dụ như xây một điểm trường ai là người sẽ xây mình phải chọn đối tác như thế nào hay là tại sao lại xây trường tại sao lại không tại sao lại không lựa chọn những cái việc khác, khác? thì đó cũng là những cái mà mình phải nghiên cứu trước và cũng như là mình phải hiểu được mình đang có cái gì ở trong tay, có ai ở trong tay, có ai đồng hành. so với những cái thời điểm ban đầu của nhóm tình nguyện niềm tin hay là khi đó vẫn chưa được tạo thành một hệ sinh thái nuôi em thì cái sự phát triển như vậy đã cho thấy các bạn đã bằng cái sự nhân ái bằng cái khát khao rất là lớn để có thể ngày càng nhiều người chung tay đến như vậy thì cho chúng tôi hỏi là để có được một cái sự thay đổi cái sự phát triển trong mô hình trong hệ sinh thái thì chúng ta đã phải vượt qua những khó khăn ban đầu như thế nào thực ra thì thời điểm đầu ấy, ở bất kỳ đội nhóm nào thì họ cũng có gặp một cái khó khăn chung đấy là về câu chuyện về tài chính ví dụ như là mình muốn muốn làm gì chăng nữa thì mình vẫn phải có tiền thì mọi người hay có cái việc là tạo ra một cái chương trình gì đấy và đi đi vận động tài trợ tuy nhiên điểm những cái việc đấy cực kỳ khó khăn những thời điểm đầu tiên thì chỉ là những chương trình nhỏ nhỏ ở trong nội thành thôi thế thì nó rất là khó khăn và mình đã phải tìm những cái cách là đấy là phải tự đi gây quỹ tức là mình sẽ trao đổi người ta có một khoản tiền mình có thể một cái đồ vật nào đấy trao đổi với họ. Ví dụ như hồi xưa thì team đã cùng đã đã phải đến những cái làng gốm bắt tràng, đi ra những cái bãi rác gốm để nhặt được đào xuống đất đi nhặt được những cái con giống này, những cái hình ừ. những cái bình gốm nó có thể bị xuất sẹo một chút để mình đi bán về Đúng gây quỹ. Rồi, mình bán ve chai để gây quỹ. Ừ. Và những cái thời điểm đấy cũng rất là vui vì cũng đã hai ba năm cũng đã bán được đến hơn 60 triệu cách đây khoảng mười mấy năm rồi để mình làm những chương trình mà mình mong muốn để làm hay là kể cả bán những cái đồ mà người ta bỏ đi ví dụ như là sách cũ hay là những cái đồ mà người ta không bán được thậm chí là hồi xưa còn đã phải có những cái thời điểm là bán phân bò gây quỹ này rồi hay là bán cả um, phân rơi để gây quỹ vì nó là những cái, cái phân bón nó rất là có giá trị tốt cho cây. Okay. Thế thì có những cái thời điểm như vậy đã làm cho nhiều người biết đến nhóm hơn một chút. Tức là câu chuyện đầu tiên của chúng ta là làm sao để gây dựng được niềm tin của mọi người dành tới cho mình. Thật ra bản chất thì hồi đấy đơn giản lắm, nếu mà có 50.000 thì làm một chương trình 50.000 cho trẻ em, nếu mà có một 500.000 thì làm chương trình 500.000. Thế ừ. mình không nhất thiết phải là có thật nhiều tiền hồi đấy chỉ cần mấy cái bìa cắt tông thôi một số cái màu vẽ thôi cũng đã có thể làm được một chương trình trung thu cho các em hay là chương trình noel cho các em rồi có những chương trình rất đáng yêu theo kiểu là ông già noel và và những củ khoai lang nướng tức là chỉ mua khoảng tầm 10 cân khoai lang nướng đến và một cái làng trẻ và mình hóa thân thành một ông già Noel mà quán màu đỏ và chơi với các em thế là cũng là một chương trình ừ. rồi không cần thiết phải là cái gì quá to tát và khủng khiếp cả nhưng mà dần dần thì thấy cộng đồng thì ai thì cũng muốn làm thiện nguyện thôi và cái nhiệm vụ của mình lúc đó là mình mong muốn rằng là làm thế nào để mình tạo ra được những cái mô hình để cho ai cũng có thể tham gia hoạt động thiện nguyện cho dễ dàng cho nên là khi mà cái chương trình nuôi em có những cái mô típ rất là cũ đấy là câu chuyện là chúng ta có 50 học sinh, 80 học sinh và chúng ta cần nuôi cơm các bạn nhỏ đấy. Thế thì nếu mà chỉ đơn giản rằng là góp tiền vào để nuôi thì năm nào cũng khó khăn, năm ừ. nào cũng phải lại phải chật vật đi gọi 50 triệu, 80 triệu thì thực sự là nó có chuyện nó không phải đơn giản. Tính ra là bao nhiêu tiền một bữa ăn cho một em? Tính ra chỉ 5.000 đến 8.000 cho một bữa ăn thôi. Tuy nhiên thì số lượng như vậy đâu có ừ. đâu có ít đâu. Tính ừ. ra là một năm các em ăn 80 triệu. Mà 80 triệu cách đây từ 2014, 15 thì nó cũng rất là to nhưng mà đến năm 2018 thì cũng đã có những sự thay đổi, có những cái khi mà mình nghiệm lại mình đọc ở những cái cuốn sách có một quyển sách khá thú vị tên là nghệ thuật truyền miệng và đó là một quyển sách nó liên quan đến truyền thông và marketing sau này thì mình mới hiểu ra là à một cái từ minh bạch nó nó khác lắm có những người hiểu minh bạch theo một nghĩa khác nhau tức là nếu mà mình giúp cho người khác có được cái sự cảm nhận về sự gọi là cá nhân hóa hoặc là họ biết được cái số tiền họ đi đâu họ cái số tiền đấy đi về cho em nào hoặc là họ được đi thăm nuôi thì ừ. chúng ta sẽ có được câu chuyện về minh bạch nó rất là rõ ràng thế là cuối cùng là trong một đêm mà, mà mình đã viết lại dự án nuôi em theo cái kiểu là một em nhỏ sẽ có một người nuôi cái người nuôi sẽ được biết em nhỏ đấy là ai à. ở đâu rồi được thầy cô cập nhật thông tin hàng tháng sau đấy thì thậm chí là được lên thăm nuôi các em cho nên là khi mà người ta thấy rằng là à Bây giờ câu chuyện là một bữa cơm là 8 8500, ừ. một tháng chỉ cần bỏ bỏ ra 3 cốc cà phê, 3 cốc trà sữa là 1500 thôi. Thì người ta nhìn thấy câu chuyện là a, à, 1500 của tôi, à, 1.500 1.450.000 của tôi là tôi biết được em đấy là ai và được đi thăm thì người ta tự thấy rằng là nó rất là minh bạch, ừ. rất là tin tưởng. 4 năm trước thì cứ năm nào cũng chỉ được 55 đến 88 em. Nhưng mà chỉ trong một đêm đó viết là hôm đêm đấy hình như là ngày mùng 3 mùng 3 tháng 6 2018 thì đã có 500 người nhận nuôi. Và đến cuối năm đó thì đã lên đến 5.400 người nhận nuôi, 5 tư em nhỏ. Cho nên là đó là những cái thời điểm nó rất là đáng yêu. Khi mà mình đã định hình được một cái mô hình rồi thì cộng đồng uh, tin tưởng hơn rất là nhiều. Và cộng đồng uh, tham gia, thậm chí là họ rủ nhau tham gia. Tức là cái chìa khóa ở đây như Trung còn nhấn mạnh đó là chúng ta làm sao phải lựa chọn được một cái mô hình phù hợp. Và trong đó phải có được cái yếu tố minh bạch đúng rồi minh bạch nó không chỉ là câu chuyện về tiền nong giấy ừ. tờ minh bạch còn rất nhiều các cái trạng thái hiển thị khác nhau ừ. và nếu mà mình tìm được một cái phù hợp đối với những cái người mà người ta đang đang theo dõi mình những cái người mà đang đã đồng hành với mình rất là lâu ấy thì có thể tạo ra một sự lan tỏa rất là đáng yêu ừ và tôi thấy chung và những người cộng sự của mình còn thiết lập những cái hệ thống để mọi người có thể tham gia tình nguyện một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng như là Uh, nhấn vào một cái đường link nào đó ở website này Hay là đăng ký qua một cái hệ thống phần mềm như thế nào đấy Thời điểm đầu ấy, thì mình cứ có ít người thì mình có thể cấp tay Mỗi một ngày mình cấp khoảng 30 mã Thì một tháng mình cấp được 900 mã Thì một năm thì mình cũng cấp được 10.000 mã Thì tuy nhiên thì khi mà uh, số lượng nó cao hơn, nó nhiều hơn Thì chính cộng đồng là những người đã ra những cánh tay ra khi mà mình thấy rằng là những cái 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 mong muốn của họ phù hợp với rất phù hợp với cái phát triển công nghệ của bên 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 nuôi em thì mình đã đồng ý cho họ uh, gia nhập nhóm và triển khai những cái bộ công cụ như vậy ví dụ như là đã áp dụng về chatbot đã áp dụng về website đã áp dụng về nhiều thứ để có thể rằng là cho cái sự tham gia của mọi người dễ dàng hơn dù xưa thì có thể một ngày giỏi lắm cấp được 200 mã Thế nhưng mà bây giờ vì cái sự hỗ trợ của chatbot có thể cấp đến 5.000 mã một ngày Thậm chí là có thể rằng là tương tác với hàng chục nghìn người chỉ trong vòng một buổi tối để người ta có thể tra cứu thông tin hay là tìm kiếm dữ liệu này nọ Qua hệ sinh thái nuôi em thì Trung có chia sẻ là đã tiếp tục và ước mơ đến trường của cho gần 100.000 các em nhỏ vùng cao nó phải mấy chục mấy chục triệu rồi mấy chục triệu mấy chục triệu bởi vì nhiều khi là một năm đã ăn đến năm bảy triệu 10 triệu rồi cho nên là ừ. uh, nhiều năm qua đã diễn ra hiện tại nuôi em đã đến bước thứ năm thứ 10 rồi cho nên là cũng đã rất hàng triệu nhiều triệu bữa ăn đã được đã được triển khai bởi vì thực tế thì uh, nó được triển khai trên 10, 14 tỉnh uh, 100.000 em mà bây giờ trung bình là một tuần ăn bốn bữa Xong rồi một tháng ăn 16 bữa rồi mà nhân với 9 lên, nhân thêm nhiều con số nữa. Cho nên ừ. thì cũng đã rất là uh, vui mừng vì sự đồng đồng lòng của cả cả cộng đồng, cả cả thầy cô phòng giáo dục nhà trường cũng đã hỗ trợ rất là nhiều để có thể rằng là uh, nuôi em nó có thể tạo ra được một cái hệ sinh thái cũng như là một cái sức mạnh để có thể giúp cho rất nhiều em nhỏ được đến trường. nên là ừ. đây cũng là cái những cái rất là đáng yêu từ cộng đồng đã được tạo ra và mọi người rất là đồng lòng để để năm nào cũng nuôi tiếp năm nào cũng nuôi tiếp tỷ lệ nuôi tiếp rất là cao điều gì khiến cho chung những người điều hành hay những người cộng sự mà cảm thấy đau đầu nhất trong cái quá trình để có thể duy trì hệ thống à, bản thân chung rất là tích cực à, mình luôn coi những cái khó khăn những cái thử thách nó là một cái cơ hội để mình có thể trưởng thành hơn và mình rất là thích gặp những cái khó khăn như vậy cho nên thường là gặp những cái khó khăn gì là mình thích là một ạ à. ừ. đấy thì mình khi mình vượt qua được thì mình cảm thấy rất là là, là vui vẻ Thì khi lắm tôi mới gặp người nói rằng là cứ khó khăn đến mà lại cảm thấy thích đấy nhá đúng rồi thực sự là rất là vui <laughs> khi gặp khó khăn luôn mọi người thấy khó nhưng có thể với mình nó không phải là khó không phải là vẫn là khó nhưng mà cảm giác rằng là cái sự khó khăn đấy là mình rất là thích để gặp bởi vì ừ. mình nghĩ rằng là à khi khi nào mình vượt qua khó khăn thì ngay lập tức là mình đã có một cái gì đấy nó tiến bộ hơn một xíu so với cái của mình đã qua nếu khi là cái khó khăn lại là câu chuyện là đi tìm đủ trường cho các nhà tài trợ bởi vì oh. rõ ràng là các nhà tài trợ còn nhiều, <laughs> có nhu rất là có, rất là có nhu cầu để đi xây trường. Ừ. Tuy nhiên thì ví dụ họ quê ở một tỉnh A và họ mong muốn là tôi sẽ xây cho cái quê hương của mình. Thế là lại phải mất công đi tìm cái nha cái cái trường phù hợp với cái tỉnh đó của nhà tài trợ đó. Ừ. tức là nhiều khi thì do khi mà mình chuẩn bị được hai chục cái trường để họ xây thì họ lại không chọn trong cái danh sách đấy họ lại chọn ở một cái tỉnh khác thế là mình lại phải lao đầu mất ngủ để à. làm thế nào để giữ được cái nhà tài trợ đấy trong vòng đôi ba tháng để họ có thể chờ mình để mình đi tìm được cái cái điểm trường đó sợ ừ. rằng là họ lại không chờ được họ lại đi tài trợ sang một cái cái việc khác chứ còn là để mà nói về khó khăn thì 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 ít lắm mình sẽ ừ. mình đã coi hết nó là một cái vui vẻ để mình có thể chấp nhận nó rồi. Vậy những dự án mà các bạn thực hiện như là công trình này xây trường hay xây cầu này đều có thể gọi là những cái hoạt động thiện nguyện là mang quy mô khá là lớn vậy ai sẽ là nơi để có thể kiểm định chất lượng để từ đó tiếp tục tạo niềm tin qua những cái công trình mà các bạn đã thực thi Thực ra thì đối với những công trình xây dựng của sức mạnh 2000 thì sau khi một thời gian đã xây gần 20 cái trường và cũng đã hoàn thiện được những cái mô hình thì sức mạnh 2000 đã lựa chọn trung ương đoàn là một đơn vị để phối hợp tổ chức ừ. và chính tình nguyện quốc gia là đơn vị nhận tiền và tình nguyện quốc gia trung đoàn sẽ có thể là phối hợp với các tỉnh đoàn tại tất cả các tỉnh đoàn tại địa tại địa phương để là cái nơi uh, triển khai cái cái số tiền đó theo đúng cái mô hình mà đã được đưa ra thống nhất và có một điều rất là an tâm đấy là mỗi một cái công trình được xây dựng đều có đi qua cái sự thẩm định về mặt an toàn, về mặt bản vẽ, về mặt số tiền của những một cái những cái đơn vị theo kiểu là thẩm định xây dựng công trình tại địa phương của của ví dụ như là phòng cơ sở hạ tầng của các huyện đã đều được thẩm định có cái 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 xác nhận vào đó thì mới được xây dựng. Cho nên là mỗi một công trình tại địa phương dù nó có những cái bão lốc hay là có những cái khí hậu như thế nào thì đều có cái bản vẽ khác nhau phù hợp với địa phương đó và được thẩm định cho nên là rất là yên tâm khi xây dựng, thậm chí là về kể cả về mặt tiền, tiền nong cũng đưa thẳng về trung tâm tuyển dụng gia của trung ương đoàn, cũng có kiểm toán, cũng có đầy đủ pháp lý, cũng có đầy đủ bộ chứng từ kể cho nên là các công ty mà công ty tổ chức nhóm hội mà muốn tài trợ thì rất là làm việc rất là dễ dàng bởi vì khi đã có mô hình nó sẽ khớp cả về mặt xây dựng, khớp cả về mặt chứng từ, tài chính rồi ừ. vận hành các thứ là nó cũng đã thành một mô hình rồi cho nên là uh, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần tiền về là chúng ta khởi công. Ừ. Các bạn đã từng phải đối diện với những điều tiếng không hay của những người không hiểu, gọi là bàn ra tán vào chưa? Thực ra thì mình lại không bị những cái việc đó ừ. bởi vì thực ra mình nghĩ rằng là từ những cái thời điểm mà sinh viên 17 đến 18 năm trước cái việc mà làm cái gì và sau đó ngay lập tức là câu chuyện là về mặt sao kê, về mặt chứng từ, bọn mình đã làm rất là tốt rồi. Có thể nói mọi người trong xã hội thì đều mong muốn dù là cách này hay cách khác, dù là ít hay nhiều thì đều làm thiện nguyện để có thể ủng hộ tới cho những người có hoàn cảnh còn khó khăn rất nhiều. À, nhưng mà tôi muốn hỏi những trường hợp như là chung ấy là làm thiện nguyện toàn thời gian. Cái điều gì khiến cho các bạn có thể duy trì được công việc đó trở thành toàn thời gian? thì thực ra là uh, uh, mỗi người sẽ có những cái cách thích nghi riêng cho cái việc là mình đã có đam mê rồi thì mình, mình làm nào để theo đuổi cái đam mê đó nếu mà câu chuyện chỉ là tiền thì chúng ta có thể hạ thấp những cái mức sống xuống uh, từ cái việc là dùng đồ cũ thôi hay là câu chuyện là mình ăn bình thường thôi hay là mình ở cũng bình thường thôi và nhiều khi là mình cũng thấy rằng là đi lên núi nhiều rồi cho nên là cũng thấy là yêu núi nhiều khi là bố mẹ bảo là cùng lắm thì về quê cũng có cái nhà ở quê ở Bắc Giang cũng có sân vườn cho nên là cũng là một cái gì đấy để mình có thể uh, thoải mái uh, về cái câu chuyện cá nhân. Uh, vợ thì cũng ở trong đội tình nguyện cho nên là cũng đi với nhau, cũng hiểu nhau và cũng ừ. đồng hành được. Và um, thực tế thì uh, thiện nguyện ý, ở Việt Nam thì công nhận là nó không ra tiền, nhưng mà cái ngành hoạt động xã hội ý, thì có rất nhiều cái cái lựa chọn để mình làm. Mọi người có thể thấy rằng là các cái tổ chức phi chính phủ này hay là các cái doanh nghiệp xã hội này hay là các cái công ty họ có thể tuyển CSA cho các cái tập đoàn hoặc các cái doanh nghiệp rồi là rất nhiều các cái cách khác chúng ta có thể kiếm tiền. Vậy nên nếu như một cách chuyên nghiệp và có tổ chức thì cái việc tình nguyện nó thực sự như là một cái công việc nó cho chúng ta rất là nhiều những cái kỹ năng và quan trọng hơn hết ấy là chúng ta sẽ có một cách rất là tự nhiên, chúng ta làm việc gì chúng ta sẽ cũng sẽ nghĩ cho người khác, cho cộng đồng nhiều hơn là cho chính bản thân mình nhiều người ở trong cái hệ sinh thái nuôi em sẽ có 14 tỉnh thành các bạn thì cũng đang là những người được triển khai dự án nuôi em thì có 10 tỉnh là chính thanh niên địa phương là những người người ta đang triển khai trong đấy thì có những cái chị mình rất là cảm phục cũng như là rất là yêu mến các chị đó vì thực ra trong người các chị đều có những cái bệnh bệnh nặng bệnh xã hội bệnh nan y tuy nhiên thì chị thấy rằng là nếu mà cứ kiểu như là không làm gì thì cũng phí cũng như là chị muốn rằng là làm thế nào đấy để từ trước đến nay chị vẫn đang làm thiện nguyện rồi thì chị sẽ tham gia vào nuôi em chị sẽ uh, phụ trách cả một tỉnh để chị có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nên là mình cũng thấy rất là cảm động và ở trong những cái người tham gia hoạt động xã hội lâu dài thì đều có những cái câu chuyện riêng của họ đều có những cái lý do riêng của họ và ai thì cũng rất là đáng quý và nhiệm vụ của mình đã là cùng với cả các anh chị đó làm thế nào để những cái thời gian của họ bỏ ra làm thế nào để hiệu quả nhất cũng như là những cái khoản tiền của nhà tài trợ người ta tin tưởng đưa cho mình thì mình sẽ tiêu như thế nào cho hiệu quả và bền vững nhất. Ừ. À, tôi có thể cảm nhận được cái uh, niềm vui sự hạnh phúc của những người làm mà thiện nguyện một cách rất là chân thành và trong sáng như chung thì tôi muốn hỏi là ở những cái khởi điểm ban đầu ấy uh, từ đâu bạn đã có cơ duyên để bạn bắt đầu uh, có được cái mong muốn hiểu biết và đưa bản thân gắn với những công việc cho đi như thế. Thực ra thì hồi 17 tuổi thì Trung có một cái biến cố nho nhỏ về câu chuyện học tập Tức là hồi đấy thì học từ cấp 2 đến cấp 3 thì học nói chung là rất là giỏi Thậm chí là đam mê học, đam mê sáng tạo, đam mê để được 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 biết thêm cái kiến thức mới Nhưng mà đến những thời điểm là có một cái 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 khu vực mà Trung ở ấy, thì có những cái gọi là không tốt ở trong giáo dục đã diễn ra và những cái 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 sự việc đó khiến cho Trung cảm thấy rất là mất niềm tin cũng như là mất cái cái sự mong muốn học hỏi. Thực Thế là trước chí. đấy bạn là một người thích học, đam mê học, học tốt. nói à, chung rất là thích học, tuy nhiên thì vì không biết quay cop này, vì không chịu quay cop cho nên là cái khi mà cái điểm thi cũng như là những cái bạn quay cop khác các bạn ấy điểm rất là cao và sau đó thì chính những thầy cô giáo lại bắt mình phải đút đót hối lộ và mình không muốn đút đót hối lộ cho nên là mình cũng đã có một cái biến cố năm 17 tuổi đấy là mình đã từng từng muốn tự tử và năm 17 tuổi bởi vì đã có những cái mất niềm tin nhất định vào trong một số cái công việc của cuộc sống. Nhưng mà sau đó thì mình vượt qua được và mình đã đã suy nghĩ là thế mình tồn tại tiếp để làm gì, mình sống tiếp để làm gì. Và trong một cái lần mà mình đi chợ mình đã thấy rằng là uh, 17 tuổi lần đầu tiên mình nhìn thấy một người khuyết tật họ ngồi trên một cái xe lăn và mình cảm giác rằng là nếu mà mình đã may mắn hơn người ta ở những cái việc như thế này thì mình có thể rằng là hỗ trợ thêm cho những người khác kém may mắn hơn mình. Cho nên là những cái thời điểm đầu tiên của năm 17 tuổi đấy là Trung đã uh, đã đã đi hỗ trợ những cái người bị khuyết tật hoặc là những người mồ côi hoặc là những cái người có bệnh uh, ở xung quanh Hà Nội. Ừ. Mà sau đó thì bắt đầu 19 tuổi là bắt đầu đi lên núi, đi lên vùng cao. Bạn để... Đã bắt đầu cảm nhận được những cái niềm vui ban đầu từ những cái công việc cho đi như thế à? Thật ra thì nó không phải là niềm vui, nó là một cái sự uh, thấy rằng mình còn có ích ừ. để mình sống tiếp. Ừ. chứ còn khi mà mình cảm giác là mình không biết là mình sống để làm gì ừ. mình sống mình có một cái cái, cái cái ý nghĩa gì không hoặc là mình có một cái giá trị là mình câu chuyện đây là một giá trị mình thấy là mình còn giá trị để có thể rằng là uh, mình sống thì mình còn giá trị cho người này người kia còn niềm vui là sau khi mà mình, mình thấy rằng là uh, rất nhiều người người ta có được cái, cái, cái kết quả ví dụ như trẻ con đi học đầy đủ hơn gọi là má lúc nào cũng phúng phính theo kiểu bởi vì được ăn thịt được 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 ăn đầy đủ chất hơn thì cái má phúng phính hơn có da có thịt hơn rồi là các bạn ấy phát triển tươi cười có tích cực hơn thì mình cũng nhìn vào những cái đấy để mình cũng thấy cảm giác rằng là mình cũng nhẹ nhàng. À, vậy sau này vì sao mà các bạn lại tập trung cái đối tượng để mà mình có thể giúp đỡ nhiều hơn đó là trẻ em vùng cao? Tại vì khi mà thời điểm năm 10, mình 19 tuổi ấy, là năm 2009 là mình đã thấy rằng là trong khu vực Hà Nội thì có một cái lượng 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 trung tâm làng trẻ nhất định thôi, nhưng mà rất 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 nhiều công ty tổ chức, nhóm hội tình nguyện đó, họ họ vào trong những cái trung tâm làng trẻ đấy, dẫn đến mình có nói vui là một cái sự khủng hoảng thừa. Tức là ừ. một cái chương trình một tháng 6 thôi mà có thể đến gần 10 đoàn vào và gần như các trẻ em khá là mệt khi mà có phải tiếp được rất nhiều đoàn như vậy. Những thời điểm đấy là những cái đoàn lên vùng cao rất là ít tại vì À, những cái, cái cái sự gọi là truyền thông hồi đấy còn chưa có hồi đấy còn dùng 360 yahoo rồi là các cái forum cơ còn chưa có sự xuất hiện của facebook còn chưa có sự xuất hiện của, của nhiều cái kênh truyền thông à, sau này thì uh, bắt đầu là việc tử tế này hay là cơm có thịt này cặp lá yêu thương này rồi là rất nhiều các cái chương trình về xây trường cùng đồng hành thêm vào những cái chuyến lên vùng cao thì bắt đầu cộng đồng mới nhìn nhận ra được những cái góc độ của vùng cao còn đang thiếu như thế nào cần ừ. cái gì hồi đầu là sẽ làm về xây trường sau này xây trường mà thấy trẻ em vẫn buổi buổi trưa vẫn có những nơi là bỏ học buổi chiều ấy thì là bắt đầu là phải làm thêm câu chuyện về nuôi nuôi em đúng là như vừa nãy nói rằng là nuôi em cũng chỉ đang hỗ trợ cùng chung tay cùng nhà nước hai phần trăm rất là nhỏ thôi so với cái số lượng mà nhà nước đã làm tuy nhiên thì đây cũng là những cái mà khi mà cộng đồng cùng với nhà nước chung tay thì những cái em nhỏ vùng cao nó sẽ được đầy đủ hơn <laughs> cái động lực phải rất là rõ ràng bởi vì chúng tôi hiểu ở những công tác thiện nguyện để có thể lên tận những nơi vùng sâu vùng xa, hẻo lánh nhất khó khăn nhất của những vùng cao rất là vất vả. nó đơn giản như là cái đường đi hẻo lánh trao leo có khi mấy chục km đường gập ghềnh ấy nhở. thực ra thì hồi đấy mấy cái đấy trẻ thì không sợ, sợ nhất là không có tiền. bởi vì đi lên vùng cao những thời điểm đấy thì tiền rất là nhiều mà tiền toàn là phải gọi là tự bỏ tiền túi ra chứ không ai cho được những cái thời điểm đấy cả thì mỗi một lần lên chân đấy mà cũng phải đến gần một triệu tiền tiền cách đây 10 năm mà đã gất gần một triệu để đi lên trên đấy rồi ừ. tại vì khi mình đi lên từ đây lên điện biên xong mới đầu là từ điện biên lại đi xe 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 vào trong các huyện Xong Đúng lại đi vào các bản vào xã xong lại đi vào các bản Thế xong bắt đầu là cái khó khăn thì mình không có lo nhé Rồi kể cả là mình có thể phi xe máy lên thì ngã mấy lần để dựng xe Thậm chí là có những quả xe rơi xuống vực lại kéo lên kéo dây thừng lên đi tiếp Tuy nhiên thì cái khó khăn hồi xưa thì lại là câu chuyện về tiền. Ờ, mỗi người lại phải tự bỏ tiền túi ra thì mọi người cũng tự nhủ với nhau là thôi coi như là mình đi chơi, đi phượt thì mình 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 làm những cái công việc đấy hỗ trợ được trẻ em và mình mình chụp được những cái tấm ảnh, mình 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 đưa được những cái thông tin đến cho cộng đồng thì dần 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 thì các trẻ em vùng cao người ta các bạn ấy cũng sẽ được cải thiện rất, rất là nhiều. Đến bây giờ 17 18 năm làm thiện nguyện rồi mà vẫn còn những cái điểm trường vùng cao vẫn là nhà gỗ, vẫn là nhà tôn. 17 năm rồi Và có những nơi vẫn còn chưa có những con đường để có thể đi lại được Có những con đường là phải đi bộ khi mỗi trời khi trời mưa 7 cây số 7 cây số đi đường rừng mà vẫn mất 3 tiếng đồng hồ Cho nên là mình thấy rằng là những cái gì mà mình đang ở Hà Nội thì cũng vẫn đang rất là may mắn rồi Cho nên là uh, nhóm cũng bảo rằng là động viên nhau là mục tiêu là phải xây toàn cùng với cả cộng đồng Xây hết toàn bộ điểm trường tôn trường tạm trên vùng cao cả Việt Nam chắc hẳn các bạn phải rất là gắn bó, tâm huyết thực sự thì mới có được nhiều những cái cách sáng tạo, rất rất nhiều cách để có thể giúp đỡ cho các em nhỏ và người dân ở những vùng cao thiếu thốn như thế. À, điển hình như ví dụ như trong dự án Dũ sĩ Bạt đấy. Tức là bản chất thì cách đây khoảng tầm 10 năm ấy, thì cái số lượng điểm trường ở trên vùng cao mà là nhà tôn, nhà, nhà nhà gỗ ấy rất nhiều, nó bị lên đến mấy trăm điểm trường như vậy. Cho nên là cái nhu cầu của các cái phòng giáo dục ấy nhiều khi mất cả trăm triệu một năm để mua những cái tấm bạt ừ. che chắn lên cho điểm trường vì nhiều khi là nó bị hở thì rất là lạnh trẻ con cứ lùa vào là trẻ con run thậm chí là phải đốt một cái đó củi rất là lớn ở giữa giữa lớp để có thể là cho trẻ con sửa ừ. cho nên là câu chuyện là dũng sĩ bạt là cái câu chuyện khi mà đi lên đến nơi thấy những cái cái, cái 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 bạt mà te tua nó rách dưới te tua như kiểu cái bạt mà xanh đỏ mà họ hay căng cho những cái chỗ sạp bán rau bán cỏ hay là uh, trái cây ấy. Wow. thì thấy cái đấy nó rất là mong manh và thậm chí nó rất là đắt thế thì khi mà quay lại nhìn nhận ở Hà Nội thì rất nhiều nơi là họ làm banner xong một sự kiện họ vứt đi những cái tấm bạt cực kỳ to ừ. một cái tấm bạt đấy có thể che chắn nguyên cả một mảng tường uh, của một 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 cái trường cho nên là hồi đó thì cũng đã đưa ra những cái phương án là vận động mọi người tặng những lại những cái tấm bạt cũ bỏ đi đó thậm chí là đi đến những cái hội trợ lớn như kiểu là Việt Biêu mỗi lần đi đến hội trợ Việt Biêu là có thể tách được uh, trong một đêm mọi người có thể tách được 10 000 mét vuông bạt ừ. và có thể che chắn được rất rất nhiều thứ cho nên là team thì luôn nhóm mình thì luôn luôn mong muốn rằng là tận dụng những cái thứ bỏ đi. Tuy nhiên thì nó sẽ là không lãng phí và bảo vệ môi trường từ những cái câu chuyện về dụng sĩ bạt cho đến những câu chuyện là đồ chơi cũ, tủ sách cũ, thậm chí là những cái phòng tin học từ những cái máy bàn cũ hay là những cái laptop cũ tặng cho tặng cho những cái bạn sinh viên dân tộc thiểu ừ. số đang học tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Nghệ An, Thái Nguyên để các bạn ấy có một cái điều kiện học tập tốt hơn thì đó cũng chính là cái 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 mong muốn của nhóm. Có những cái dự án mà gần gũi với tất cả mọi người như là dự án tôi nhớ là 2000 đúng không? Tức là chỉ cần 2000 đồng thôi là đã có thể đóng góp từ thiện rồi. Đúng rồi. Sức mạnh 2000 nó là một cái 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 dự án mà mình nghĩ rằng là có thể uh, phục vụ cũng như là uh, hỗ trợ được kể cả những cái bác, bác 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 bảo vệ, kể cả những cô bán rau hay là kể cả những uh, anh Grab đều có thể tham gia được bởi vì nếu mà mình đoàn kết lại mình tặng mỗi ngày mỗi mỗi người mỗi ngày 2.000 đồng thì thực ra thì trong một năm chúng ta đã có thể tiết kiệm được đến 700 hơn 700.000 đồng rồi và nếu mà uh, chúng ta có một triệu người tham gia thì chúng ta đã có 600 tỷ một năm để có thể xây được rất nhất nhiều điểm trường ừ. gần đây thì uh, chúng mình có chứng minh cái những cái dự án đấy nó 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 hiệu quả như thế nào bằng cách là À, mình biết rằng là những phật tử rất là muốn làm thiện nguyện à, cũng ừ. như là làm từ thiện vào những cái ngày đầu tháng à, cho nên là cứ ngày đầu tháng mùng 1, mùng 2, mùng 3 mình lại đưa lên những cái câu những cái 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 cây cầu cây cầu dân sinh những cái câu cây cầu giúp cho các bạn học sinh được đi học thế thì rất là mừng là rất nhiều anh chị hưởng ứng cái chương trình đấy là cứ đầu tháng là làm việc tốt bằng cách là góp tiền xây cầu thế là có những thời điểm là chỉ trong vòng hai ba ngày đầu tháng thôi có đến ba 300 triệu đã được góp về để xây cầu ừ. cho nên là trung bình mỗi năm là, là Sức mạnh 2000 và nuôi em có thể uh, xây được đến 15-20 cây cầu một năm để giúp cho các em đi học từ những cái ý tưởng là hỗ trợ uh, 2.000 đồng nhỏ nhắn xinh xắn từ những cái uh, rất, rất rất nhiều mạnh thường quân và ừ. đặc biệt ở đây là rất nhiều người theo Phật, Phật giáo họ rất là thích cái câu chuyện là xây cầu để cho mọi người đi lại dễ dàng hơn thì tức là cuộc sống của họ cũng hanh thông hơn cho nên là họ cũng rất thích chương trình đó và lan tỏa rất mạnh mẽ chúng có tìm hiểu về Phật giáo và bạn có 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 ấn tượng sâu sắc với một cái triết lý nào của Phật pháp không thực tế ra thì mình thì cũng cực kỳ trân trọng tất cả những những cái tín ngưỡng cũng như là những cái À, lời gian của uh, của của phật giáo thì có những thứ mà mình cảm thấy rất là kiểu như là uh, nó ngấm vào trong những cái tư duy của mình đấy chính là những cái câu chuyện là đủ duyên đủ duyên ở đây là mình cứ cố gắng hết mình mình cứ cố gắng làm những ừ. cái gì đó nó nhẹ nhàng nó đơn giản và mình phải nỗ lực cực kỳ nhiều để thực sự là gặp được những cái người họ 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 sẽ đến với mình trong một cách rất là là, là 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 bất ngờ họ sẽ đến với mình theo một cách rất là nhẹ nhàng nhiều khi luôn luôn trung nghĩ rằng là à, chết rồi bây giờ làm một cái điểm trường mà 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 gần đến cái ngày mà chúng ta cần tiền để chúng ta làm rồi mà mãi vẫn không đủ thế nhưng mà mình cứ nỗ lực mình cứ nỗ lực mình cứ nỗ lực và gần như ấy là cứ đến khi nào mà sát ngày gần đến ngày rồi thì lại có những cái phép màu xuất hiện ừ. trung hay nói với vui với mọi người rằng là cái cách mà niềm tin cũng như là hệ sinh thái nuôi em đang sống và tồn tại nó giống như kiểu là viết câu chuyện cổ tích ấy. cứ đến cuối lại có những người xuất hiện và họ giúp các em nhỏ vùng cao rất là nhẹ nhàng và họ giúp các em nhỏ vùng cao thực sự rằng là uh, giải quyết được ngay vấn đề của mọi người đang gặp phải đấy chính ừ. là câu chuyện về tài chính uh, những cái khó khăn nào rồi thì cũng sẽ có cái cách giải quyết cũng như là uh, là, là, là là mọi người cũng sẽ đồng lòng uh, hỗ trợ nhau được cứ nhẹ nhàng cứ cố gắng rồi là duyên sẽ đến đủ duyên thì sẽ gặp mình kể một câu chuyện như thế này đấy là cái thời điểm mà dịch covid mọi người thì nghĩ rằng là đã dịch rồi thì cực kỳ gặp nhiều khó khăn và gần như tất cả các đội nhóm tình nguyện là chỉ có tập trung vào dịch là một và hoặc là nếu mà là họ không liên quan đến sức khỏe dịch thì họ sẽ dừng lại họ không hoạt động nữa tuy nhiên bản thân trung nghĩ rằng là thôi thì mình cứ cố gắng bây giờ nếu mà mình dừng lại thì các em sau dịch thì sao và lúc đó nhiều đội thì dừng hết lại dự án rồi còn đội chung thì vẫn tiếp tục đi khảo sát, vẫn tiếp tục cho mọi người ở địa phương khảo sát gửi thông tin và vẫn sẵn sàng cho công việc là nếu ai mong muốn xây trường thì vẫn có trường để xây, vẫn có thông tin để xử lý. Và thật tuyệt vời khi mà trong 2 năm dịch thì đội nhóm của Trung cũng đã xây dựng được đến hơn 200 công trình giáo dục dành cho các em nhỏ vùng cao. Ừ. Mặc dù nó đã rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà cũng rất may mắn là rất nhiều các công ty khác không gặp khó khăn, các công ty khác lại làm ăn tốt hơn hay là những cái người mà họ vẫn mong muốn làm thiện nguyện trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy thế thì khi mà mình không dừng lại khi mà mình không đầu hàng khi mà mình vẫn tiếp tục tin vào những cái cái, cái sự uh, hỗ trợ của cộng đồng tin vào những cái việc là sau cái khó khăn sau cái dịch bệnh đấy thì vẫn phải có những cái câu chuyện về trường vẫn phải có những câu chuyện về cầu thì mình vẫn làm tiếp tục cứ dịch ở đâu thì dừng ở chỗ đấy chỗ nào không dịch vẫn say, thì mọi người vẫn tiếp tục như vậy có thể thấy từ khi mà bắt đầu này cái quá trình làm này, trung cũng không mong cầu quá nhiều là mình sẽ nhận lại những điều gì chỉ là mình cứ sẵn sàng bằng hết sức mình thôi, mình làm được cái gì thì mình cố gắng á. Nhưng mà bây giờ khi mà nhìn lại những gì mà đã qua thì trung thấy là những cái điều gì lớn nhất mà mình đã nhận lại được cho cái cuộc sống của mình để mà từ đó mình có thêm động lực và niềm tin. Nhận được thì nhiều lắm, vâng. rồi kể cả là nhận được kể cả về 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 một số người ta cũng mọi người cũng biết đến rồi rồi cũng có những cái 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 thu nhập nhất định từ những cái việc mà mình kinh nghiệm mình đã làm mình lại còn được đi nhiều nữa khi mà mình đi nhiều thì mình có nhiều câu chuyện mình đã gặp được nhiều người gần đây nhất thì vui nhất là có những cái sự đáng yêu xuất hiện đấy là mình được làm bạn với những người nổi tiếng ví dụ như là đen vâu ví dụ như là những bạn ca sĩ hòa minh di rồi anh tú thì tự nhiên cái những cái người bạn của mình nó đa dạng hơn rồi là những cái 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 mối quan hệ của mình cũng sẽ giúp cho kể cả các cái đội tình các bạn ở trong đội tình nguyện cũng được do idol, ừ. Đây là cái phong cái cái tiếng ở giới nhà. trẻ là do idol. Mình nhận được cả bạn bè, mình nhận được cả kỹ năng, mình ừ. nhận được cả một cô vợ ở trong Đúng đội rồi. tình nguyện. Đây à. cũng là một trong những cái tài rồi. sản lớn đấy này. Rồi. Rồi. vợ là, theo là người mình là cũng đam mê từ thiện và trong nhóm hoạt động. Vợ cũng hoạt động thiện nguyện với mình được 5 năm, sau rồi ừ. mọi người cưới nhau được 3 năm nữa rồi thì cũng đã hoạt động với nhau rất là lâu thì đến bây giờ là vẫn đồng cái... hành trên từng cây số luôn đúng rồi về bản chất thì bạn ấy cũng ở trong đội Noel mà cho nên ừ. là mình đi đâu thì các bạn ấy cũng có thể đi theo hay là cùng với cả mọi người là hoạt động trong các cái hoạt động của mình ừ. à, tại thời điểm này thì chung và những cái cộng sự của mình có đang tiếp tục để à, tập trung xây dựng những cái chiến lược những kế hoạch hay những cái mô hình gì cho thời gian tới không cũng rất là nhiều đấy có những cái mô hình mà mình sẽ hướng gọi một một cách đấy là trao quyền hơn cho những người dân tộc thiểu số gần đây thì có cái dự án là uh, được học đỡ đầu laptop cũ dành cho các bạn là sinh viên dân tộc thiểu số ấy. thì mình cũng đã tuyển luôn một đội là tình nguyện viên là đến từ sinh viên là dân tộc thiểu số luôn là để sau này mình đã tập huấn cho các bạn ý các bạn ấy chính là cái người vận hành cái dự án đó ừ. đến bây giờ các bạn ấy cũng đã tặng được hơn 100 cái laptop dành cho hơn 100 bạn dân tộc thiểu số rồi đấy rồi là chính các bạn ấy cũng là những người gây quỹ à, bằng những cái cách à, bán đồ bán sách cũ, bán sách cũ cũng đã gây quỹ được mỗi năm cả trăm triệu để có thể là xây trường cho chính các bạn dân tộc thiểu số khác hay là à, bản thân mình cũng à, cho các bạn à, có những cái người ta mình hay gọi vui là tiện tay dắt bò ấy, à, mình đang có hơn một trăm nghìn em nhỏ ở trong tay thì hướng dẫn các em ý là mỗi em trồng hai cái cây, ừ. hai cái cây xanh, tức là mỗi năm các bé sẽ trồng hai cây xanh để có thể là góp cái sức xanh cho bản làng cho cho nhà trường thậm chí là cho chính cái vườn của các em nhỏ đấy thậm chí là những cái những cái chỗ nào mà các em đi đường mà thấy nó trống thì các em đều có thể trồng cây vào đó thế thì cũng là cái câu chuyện là về góp cái sức xanh cho cho núi rừng cho bản làng thậm chí là góp cả cái 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 cái, cái trái cây để cho các em ấy nữa bởi vì khi trồng cây mà là trái cây thì các em sẽ được ăn hoa quả ừ. nhiều hơn thì cũng cũng còn rất nhiều các ý định khác kể cả về những cái câu chuyện là mình sẽ mở rộng thêm về những cái khóa học uh, bổng cái học bổng những cái khóa học về kỹ năng khóa học về tiếng Anh khóa học về rất nhiều các cái khác dành cho các bạn dân tộc thiểu số hay là mình sẽ có khi mình có phòng tin học khi mình có laptop thì mình có thể dạy từ xa sẽ có những cái gọi là các cái kỹ năng từ xa được chuyển đến cho các em cũng như là công nghệ được phát triển đi sâu vào những cái 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 bản làng nhiều lắm, rất nhiều ý tưởng thì um, hy vọng rằng là trong thời gian tiếp tới tương lai thì thì thì, thì uh, vùng cao cũng như là các em dân tộc tiểu số sẽ được uh, có nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là sẽ sự đồng hành của cộng đồng để có thể rằng là nó thay đổi đi những cái nó rút ngắn lại những cái thời gian mà các bạn ấy cũng gặp có những khó khăn về về câu chuyện là về đi học về câu chuyện là 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 cơ sở vật chất hay là về câu chuyện là những cái cái cái, cái điều kiện học của các bạn được tốt hơn chàng trai mang tâm huyết rất là lớn cho công việc thiện nguyện của mình à, giống như tôi thấy ở trên trang cá nhân của Trung ấy, Hoàng Hoa Trung thì bạn có mở đóng ngoặc ở bên cạnh tên mình đó là từ thiện chọn đời đúng không? không tình nguyện cả à, đời. tình nguyện cả đời. Tình nguyện cả đời. Ừ. Thực ra thì hồi đấy là năm 10 16 26 tuổi là làm cái Facebook đấy. Tại vì mọi người sẽ để ý rằng là mình thì có nhiều Facebook thì có một cái Facebook nó chỉ dành cho thiện nguyện và nó không có liên quan gì đến câu chuyện kiếm tiền ở đấy cả. Ừ. Thì cái 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 26 tuổi thì vẫn chơi được có hai cái trường một năm và tôi, tôi mình nghĩ rằng là tôi chết rồi kiểu này thì 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 ba bốn trăm cái trường nữa thì chắc phải xây mấy mấy kiếp mới xong được chứ không thể nào kiếp này xây xong hết được cái, cái số ừ. trường đấy cho nên là mình đã phải mở ngoặc là thiện thi, thi, tình nguyện cả đời là để sẵn sàng cống hiến toàn bộ cái cái thời gian của mình để cho cái việc là thì bây giờ kết xây quả trường. đã khả thi hơn rồi thì cái chữ cả đời nó có có con trong kế hoạch nữa không không vấn đề gì cả ừ. chỉ ví dụ như cả đời mình thôi còn con mình mình sẽ gọi là rất là tôn trọng quyết định của bạn ấy bạn ấy thích cái gì bạn ấy được được, được theo đuổi cái đam mê của bạn đó chưa chắc là bạn ấy sẽ tham gia hoạt động xã hội nhiều như mình nhưng mà ừ. mình đã mình cứ thấy rằng là nó vẫn là một cái đam mê nó vẫn là một cái thứ gì đấy nó giúp cho mình được thỏa mãn những cái việc là được gặp người này người kia được đi lại nhiều hơn được trải nghiệm cuộc sống bởi vì bản chất mình vẫn là người rất là thích sáng tạo rất là thích học hỏi rất thực thích được đi đây đi đó và nhất là thấy rằng là cuộc sống mình nó không lãng phí mình có thể hỗ trợ được người này người kia thì thì nó có giá trị hơn với bản thân mình vậy thôi chứ còn cái câu chuyện khác thì mình cũng không có 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 quá gọi là suy nghĩ nhiều bởi vì đến đâu cái cuộc sống của mình đến đâu nó 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 sẽ làm tạo ra những cái giá trị đến đấy là mình đã vui rồi ừ. à, cảm ơn à, Hoàng Hoa Trung đã đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay à, qua những câu chuyện thực rất là gần gũi và chân thành nhưng mà có sức truyền cảm hứng lớn để cho chúng ta à, có cái à, hiểu đúng cũng như là có thêm những cái à, nguồn động lực sức mạnh để cùng chung tay nối dài những cái ngọn lửa như cái biểu tượng của dự án nuôi em ừ. trên chiếc áo ngực áo mà trung mặc tới chương trình ngày hôm nay ngọn lửa đó sẽ cháy mạnh mẽ hơn có sự lan tỏa hơn đến với nhiều nơi còn khó khăn ở chia sẻ đất hình chữ s này à, một lần nữa xin được cảm ơn trung cùng với những người cộng sự trong nhóm tình nguyện của mình đã giúp cho rất nhiều những em nhỏ thực hiện cái ước mơ à, có thể trước đó nó chỉ là một câu chuyện cổ thích thôi nhưng giờ đây đã trở thành một câu chuyện có thật để giúp các em viết tiếp cái giấc mơ được đến trường cảm ơn bạn Cảm ơn chương trình Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.